quan trọng để mình đó không, mình cách thì không có đánh son, nhưng mà mình ăn á, mình ăn trên vậy nè, là trên tình thương mến thương mình ăn phải là kiểu như là ăn diva không làm hả, ăn không làm đau sợ gì, đúng rồi. Thí dụ mình đang ăn có ai nhìn mình á, cái mình che lại, mình thấy ai mà nhìn mình thấy người ta thấy mình, người ta thấy phải không, người thấy người ta thấy, mà người ta thấy mình lấy tay mình che lại không, mà chi mà còn thấy. Chị đừng nhai mình nuốt luôn đi chị. Đây anh không làm đau sợ gì đấy. Ăn phải nhai chị, thấy răng xấu chị. Sao nhai mẹ? Phải vậy. Cái đó là cái cách ăn khiêm tốn. Còn nếu mà ăn theo cái sang trọng nữa, biết làm cái gì không? Lấy nguyên cái màn chụp lại người ăn. Lấy hai bọc bánh tráng kìa. Đó thì mà về đây à? Người ta thèm quá chưa thèm rồi. Thèm không? Thèm thì chia sẻ và nhấn nút like ra, nhấn nút chuông giùm cho Cá Thi nha. Nhấn nút rồi để đồng đăng ký rồi nhấn chuông. Quên má. Like, subscribe giùm cho Cá Thi. Chia sẻ giùm nha. Và cái thì có cái bao bự thiệt bự đó à. Uống thoại đâu rồi? Thoại ơi. Ok em. Bye bye em. Đó, bằng chứng rõ ràng. Mẹ mày. Mày má tao. Nó giống mẹ thấy không? Nó lén đi gấp thú. Tôi nói rồi, tôi nhắn tin nó chửi tôi sùm hết. Nó nói ai nói mà có mặt tôi rành ở đây nè. Bà đang trực ở đây, còn hôm qua hôm mai tôi phải ngồi. Trời ơi mày mẹ tao. Bà mẹ tôi chứ bà là gì của tôi. Mày hên. Mày hên. Mày ăn vài đũa review cho nó vui. Tự nhiên nó ngang chứ. Nó bị mất cái từ đây đến cuối buổi là bà còn nhiều món lắm. Mất dài. Mọi người biết không, riêng về mẹ của chị Giáng Tiên thì Cá Thi chia sẻ là sơ sơ cho mọi người biết. Mọi người biết á, rất là khó khi một người mẹ mà chấp nhận một người con giống như Cá Thi. Biết tại sao khó không? Khó vì họ đã đẻ ra một người là một người con trai hoàn toàn. Nhưng mà ngược lại á, thì nó lại có một cái tâm hồn con gái. Nó lại muốn chuyển đổi, nó muốn thay đổi bởi vì cái hình thể của nó. Nhưng mà riêng bà bản thân bà mẹ á, thì bà may mắn là gì nè. Riêng chị Tiên á, thì bà chỉ làm một hình hài đàn ông. Bà trong hình hài đàn ông. Nhưng bà cũng có, bà không có kiểu là chỉnh sửa nhiều như Cá Thi. Riêng chị Giáng Tiên là bà không chỉnh sửa. Tại vì á, chị Giáng Tiên á, bà là cứ như là ban ngày bà là con trai, thì ban đêm á, bà làm con gái để bà buôn bán phục vụ, để mà cho mọi người mua vui chơi vậy thôi. Chứ thật sự chị không có ý định là để đi chuyển giới giải phẫu. Còn riêng Cát Thi á, thì là một người là chuyển giới. Riêng Cát Thi thì hay can thiệp vô những cái cuộc giải phẫu này kia nọ. Thì riêng cái tâm lý của một người mẹ, họ không hề muốn một người con của mình phải bị chịu đau đớn nhiều. Nhưng mà một người để chấp nhận một người con là người chuyển giới, hoặc là chấp nhận một người con là BD á, mọi người biết á, nó giống như là một cái quả đất mà xoay chuyển hết một cái dòng cung của nó. Nó rất là đau khổ và nó rất là khó khăn để chấp nhận một người con là người chuyển giới hoặc là một người BD. Vì mọi người biết không, đẻ nó ra là con trai, không ai muốn nó là như vậy hết. Nhưng mà một người mẹ là một người đẹp mẹ rất là rồi gọi là sao, cực kỳ can đảm mới chấp nhận một người con là một người chuyển giới hoặc là BD. Thực sự người đó cực kỳ can đảm và chấp nhận hết mọi thứ xung quanh để chấp nhận một người con. Và song song vào đó,
Cát Thi muốn nói với mọi người là như thế này nè. Mọi người lưu ý. Và Cát Thi cũng chia sẻ với lại tất cả các phụ huynh mai sau mà lỡ có một thí dụ gọi là lỡ thì nó hơi bị kỳ thị. Thí dụ mà được diễm phước là diễm phước có một đứa con như tụi em, ví dụ là vậy, thì mọi người cũng mỉm cười và khoan dung cũng như là từ bi để cho chấp nhận nó, để cho nó sống một cái cuộc sống như nó mong muốn. Và mình là một người mẹ thì mình siết chặt nó chi, vì đó là giới tính của nó, thì mình hay thả lỏng ra, mình cứ thả lỏng ra. Có bánh rồi vô lấy đi, vô bánh. Mình cứ thả lỏng ra để chấp nhận cái cuộc sống của nó. Thay vì mình gò bó vô cái công việc của nó, mình gò bó vô cái thể xác nó, mình gò bó về giới tính của nó, thì bây giờ mình đừng gò bó nữa, vì nó là số phận của nó là như vậy rồi. Thì mình hãy vui vẻ để chấp nhận nó. Mà giống như là trời ơi, gia hãnh diện lên vì nhà mình có một người BD. Giống như là đúng như vậy á. Giống như hãnh diện lên, vui vẻ lên vì nhà tôi có một người có giới tính như vậy. Tại sao tôi đẻ ra 10 đứa không có đứa nào có? Có nhiều người đẻ ra 10 đứa có đứa nào có đâu. Đó là sự đặc biệt của điểm, giống như là một căn nhà đó có một cái điểm nhấn. Giống như nhà của Cát Thi đẻ ra 5 người gái, 4 người trai, ghi Cát Thi là BD, thì Cát Thi là một cái điểm nhấn của gia đình. Và Cát Thi cũng là điểm nhấn của mặt hàng xóm. Hồi nào giờ bà này bà đẻ con trai không tiện đụng ra con BD nó lọt vô vậy. Đúng không? Thì cho nên cái đó là cái sự đặc biệt của ngôi nhà đó. Không có gì lạ kỳ, không có gì mà sai lệch. Cho nên một người mẹ phải thật sự can đảm, một người mẹ thật sự phải thông minh, một người mẹ phải từ vĩ đại thì người mẹ nó cũng có vĩ đại mình không nói, mà người mẹ đó phải cực kỳ bất chấp để chấp nhận một người con như vậy. Thì một người mẹ đó gọi là người mẹ hoàn hảo trong mắt của Cát Thi. Mọi người biết không, có nhiều cái vấn đề mọi người thấy không, đẻ con ra, con mình là có giới tính rồi, đuổi cổ nó tống ra vì gia đình mình, vì xã hội, vì giáo dục này kia nọ, nói con nhà tao không có một con BD như vậy, nhà tao không chứa chấp một đứa BD như vậy, dân đuổi cổ nó. Nhưng cái đó là cái sai lầm của một người mẹ. Con mình đứt ruột đẻ ra, thay vì đẻ ra một đứa là BD hoặc là chuyển giới, nhưng mà nó biết lầm lụng, nó biết tất cả. Bây giờ giữa một đứa bị tật nguyền và một đứa là người chuyển giới, thì một người sẽ chọn ai? Cát Thi không so sánh hai người như vậy. Nhưng Cát Thi đang nói là giữa một người tật nguyền và một người chuyển giới, thì một người chọn ai? Tất nhiên ai cũng phải chọn cái điều mà nó vuông tròn hơn. Nhưng thật sự lỡ đứa con mình mà nó lỡ tật nguyền hoặc nó nằm một chỗ, thì mình cũng thương yêu nó như một đứa con, giống như mình thương yêu nó như một đứa bình thường. Vì đáng lẽ mình phải thương hơn nữa. Nhưng mà một người BD thì tất nhiên họ lành lặn tay chân, họ không phải như những người đó. Nhưng mà làm gì làm, người ta đã lành lặn tay chân rồi thì mắc gì mình không biết thương yêu nó. Đúng không? Đã một người đã bị khiếm cái thính hoặc là khuyết tật, mình còn thương như vậy, mình còn thương hơn như vậy, thì những người chuyển giới họ lành lặn tay chân như vậy, tại sao mình không biết thương mà mình còn đuổi cổ con mình đi? Hồi đó Cát Thi có biết cái câu chuyện này như thế này nè. Một bà đó con bà BD, bà đánh đập, bà đuổi xô, bà tống khứ ra ngoài, tới 20 năm sau nó về, cứ như là vẫn liên lạc này cái nọ, nhưng mà nó không về vì gia đình nó kỳ thị BD đó. Nhưng mà đến khi á, bà đó bà về tới nhà, mọi người biết không, lúc đó bà đã đầy đủ cơ thể, bà thay đổi đầy đủ, bà dư giả tiền bạc. Lúc đó sớm diện chỉ biết gì nè, nhìn và bất ngờ, vì lúc đó là người ta đã gọi là thành tài rồi. Người ta đã kinh doanh có tiền bạc đầy đủ và người ta đã thành tài, thì cho nên cũng không có tội tình gì mà không chấp nhận nó. Tự hào, những người chuyển giới như vậy là lúc đó rất là tự hào. Vì lúc tôi còn mới vừa chập chững thì bị chê bai chỉ trích,
Nhưng mà bây giờ tôi đã thành danh rồi, tôi đã có công ăn việc làm ổn định thì cũng đâu có cái gì đâu mà phải chê bai tôi. Mà lúc đó đâu có cái gì đâu mình phải ngại ngùng nữa. Lúc đó mình đã thành công rồi. Người nổi tiếng hơn rồi, đúng không? Bao nhiêu người theo đuổi? Không không, Cathy đang nói một người chị. Chứ không phải Cathy nói tôi. Tôi đang nói là đại khái là em thấy là người chuyển giới hay là gọi là người chuyển giới ba ấy, ai cũng tài mà. Những cái người đấy thường là có cái tài thôi, những người chuyển giới. Thì mình không biết. Có người rất là tài giỏi luôn. Nhưng mà cái vấn đề chính là như vậy nè. Riêng bản thân Cathy không muốn mọi người cho mình là một người nhân vật đặc biệt. Cathy cũng không muốn mọi người phải tôn trọng Cathy. Nhưng mà Cathy muốn mọi người coi Cathy giống như là một người bình thường. Cứ coi giống như bình thường. Đừng có coi Cathy là một người gì đó nó cao sang hoặc là một người gì đó nó đặc biệt trong xã hội. Không, Cathy không muốn. Vì tại sao mọi người biết không? Vì Cathy muốn một cái cuộc sống nó đơn giản thôi. Nó bình thường thôi. Mình không, bây giờ mình tuổi của mình là bây giờ tụi làm ăn rồi. Mình không còn sự háo thắng như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình cũng muốn là nó có cái gì nó đặc biệt. Nó cũng có cái gì đó nó sôi nổi. Nó cũng có cái gì đó rồi là cao sang tí xíu. Nhưng từng tuổi này rồi, không. Thụt xuống tí xíu. Càng thụt nữa. Nhưng mà bây giờ mình dành hết tâm trí của mình để làm gì biết không? Để kinh doanh. Hoặc là mình mở mang thêm một cái gì đó để giúp cho gia đình. Mở mang gì đó giúp cho xã hội. Mở mang gì đó giúp cho những người đang còn nhiều cái cảnh éo le. Cho nên dựa vào đó cái tuổi của mình là tuổi suy nghĩ rồi. Nó hết còn cái sự vô tư như trẻ trung như hồi xưa nữa. Có nhiều người ta nói nha Cathy á, sao 30 mà già trước tuổi. Thật sự Cathy già trước tuổi, Cathy mới 30 tuổi thôi. Nhưng mà tại vì Cathy già trước tuổi, biết từ lúc bé đã suy nghĩ rất là nhiều. Và lúc nào cũng muốn mình có cái sự mà an cư. Lúc nào cũng muốn mình có sự mà điềm tĩnh lại. Lúc nào cũng muốn mình một cái gì đó nó ổn định lại. Cathy không muốn nó rườm rà, không muốn nó cao sang, không muốn nó đặc biệt gì hết. Người ta nhìn người ta biết một bà BD kinh doanh vậy xong. Có nhiều người ta nói là trời ơi Cathy ơi cái mình ái mộ Cathy lắm á. Này kia nào không, đừng ái mộ em. Ái mộ những người nào mà người ta đang giúp ích cho xã hội. Ái mộ những người nào đang đấu tranh cho quyền lợi này kia nọ thì mình cứ việc ái mộ. Còn Cathy là một bà bán bánh tráng trộn, đừng ái mộ em.